Kính thưa toàn thể quý vị, duyên dáng, thức tha, thanh lịch chính là những từ được nói đến để miêu tả các cô gái đã hoàn thành xuất sắc phần thi trình diễn trang phục dân tộc. Và ngay bây giờ đây, xin trân trọng kính mời quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu để chiêm ngưỡng những bông hoa rực rỡ sắc màu của núi rừng Con Cuông. Tập cuối đấy mày.
thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời các thí sinh top đầu tiên chúng ta cùng bước ra sân khấu. Trên sân khấu là 5 bông hoa với trang phục từ tròn ưng ý và tự tin nhất của các thí sinh, mang đến cho chúng ta vẻ đẹp thanh tao và thuần khiết. Dù trang phục nào thì vẫn hướng tới vẻ đẹp nhân văn của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung và bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc huyện Con Cuông nói riêng. Xin quý vị cùng dành một tràng pháo tay để cổ động vũ động viên cho top thí sinh đầu tiên. Tiếp theo, chúng ta cùng chào đón top thí sinh thứ hai cùng bước ra sân khấu. Mang trên mình trang phục từ tròn, với mỗi trang phục có nét hoa văn và với ý nghĩa khác nhau, nhưng mang lại cho các em sự duyên dáng, dịu dàng. Những bông hoa rừng e ấp giữa phố núi Con Cuông. Và tiếp theo, chúng ta cùng chào đón top thí sinh thứ 3. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón. Kính thưa quý vị, nước ta là một nước có nền văn hóa phong phú và đa dạng. Do sự kết hợp giữa văn hóa và truyền thống của 54 dân tộc anh em trên cả nước, mỗi dân tộc có một vẻ đặc trưng riêng, phong tục tập quán khác nhau, và các em mong muốn mang đến vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Và sau đây chúng ta cùng chào đón đến top thí sinh thứ 4. Con Cuông được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, với nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Con Cuông đã phát huy những tiềm năng đó để phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa cộng đồng. Thì những trang phục để quảng bá đón du khách với quê hương Con Cuông là những trang phục lịch sự, trang nhã và thân thiện. Và chúng ta cùng chào đón top thí sinh thứ 5, cũng là top thí sinh cuối cùng của phần thi biểu diễn trang phục từ tròn đêm nay.
trình diễn trang phục người đẹp vừa rồi của các